Storage and share preference. Kết thúc bài học thì các bạn có khả năng là lưu trữ thông tin, sử dụng cái share preference. Phần 1 thì nó liên quan đến lưu trữ thông tin. Lưu trữ thông tin trên thiết bị và lưu trữ thông tin trên thẻ nhớ. Thẻ nhớ là cái SD card đó. Share preference. Phần 1 là lưu trữ ha. Thì Android cung cấp các bạn nhiều cách để lưu trữ. Thì các bạn chọn cái giải pháp nó phù hợp với mình. Ví dụ như là share preference thì chúng ta thường sẽ lưu các trên cái bộ nhớ của máy, bộ nhớ của cái máy ảo, bộ nhớ khi các của cái ứng dụng luôn á. Tức là nếu như mà cái máy ảo mà các bạn remove cái ứng dụng đi thì coi như là cái dữ liệu đấy mất. Nhưng mà các bạn lưu vào thẻ bộ nhớ là internal storage hoặc external storage á. Tức là các bạn remove ứng dụng đi thì nó vẫn còn. Các bạn chụp hình xong ấy, lưu ở bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài á, thì nó vẫn còn ha. Đấy. Thì các bạn coi là lưu trữ cái gì. Ví dụ set preference thì remove cái ứng dụng đi là nó cũng mất luôn. Cũng mất luôn. Các bạn chạy lại là nó sẽ tạo lại cái mới. Nó xóa sạch luôn ha. Được chưa? Rồi tiếp ha. Đây, internal storage là các bạn có thể lưu file trực tiếp vào bộ nhớ trong của thiết bị. Mặc định các file mà lưu ở bộ nhớ trong là riêng tư và các ứng dụng khác không có quyền truy cập. Đó. Người dùng xóa ứng dụng. Ơi sao xóa theo? Cái này không sao xóa theo? Xóa theo à? Cái thằng kia không xóa đâu. Đáng lẽ không xóa theo chứ ta. Đó, cái này xóa theo. Có lái này cái tạo và ghi private file và internal storage, gọi open file output. Cái này bạn nào học đang học cái Java 2 á thì các bạn sẽ biết cái file cái này, đúng không? Tạo về file output stream. Đấy, ghi file thì dùng write, đóng thì dùng close. Đó, ta dùng file output stream và các bạn mở cái file name, tên file, cái dữ liệu, đấy, vân vân. Đây, mở ra. Đấy, các bạn ép kiểu byte để ghi byte. Cái mode private là để các bạn set cái trạng thái các bạn cho ghi hay là cho đọc, đúng không? Hay là cho nối file. Append là nối, đúng không? Read hay là write. Thế. Đọc file thì ta dùng cái hàm read, ghi file thì ta dùng hàm write. Và nó trả về cái mảng byte và ta cũng ép kiểu ra cái dữ liệu của mình. Đó. Rồi, ngoài cái lưu đấy ta có rằng lưu là catch file. Sử dụng cái catch dir để các bạn mở lại, mở cái file mà các bạn lưu catch. Catch thì là bộ nhớ tạm thời. Đúng không ạ? Khi các bạn thiếu dung lượng các bạn lưu trữ catch thôi. Mà catch file thì lưu trữ tối đa có 1 MB. Đấy, vượt quá 1 MB là nó không cho lưu. Ok. Xóa ứng dụng thì catch xóa theo. Chưa? Đó. Đây, cái này là cách tạo get file. File path get get dir. Đấy. Đặt tên file get. Rồi gửi dữ liệu đi. Cái này thì có demo sau ha. Nói cái đã, demo sau. Đọc get, đọc dữ liệu ra. Đấy, dùng SC đọc scanner xong các bạn đọc từng dòng. Lấy tất cả dữ liệu từ tất cả file get. Internal storage. The demo, tí nữa demo luôn một thể. External storage là lưu trữ bộ nhớ. Thì dung lượng của bộ nhớ thẻ nhớ ngoài á thì nó tùy thuộc vào cái mức thẻ nhớ các bạn gắn vào. Ví dụ các bạn gắn nhiều nó được nhiều, gắn ít nó được ít.
Dạ, nhiều nó được nhiều, ít nó ít. Ok. Rồi. Đấy, thì thẻ nhớ ngoài là nó là MNT SD card. Đấy, bữa trước ta truy xuất cái thằng quý này nè. Mà nó bảo quyền này, permission deny nè, MNT SD card này. Thì đâu? 1 năm ta open cái của ta, bữa trước đang làm dở nha. External story là này đúng không? Đọc từ thể nhớ là read data đây, get environment, get absolute, get bữa trước làm sao get hoài là không có ra, bực ơi là bực đúng không? Đấy, ghi vào thể nhớ là cái hàm này chưa, thì ta sẽ demo cái file của ta luôn ha, ok, đọc dữ liệu rồi. Cái này cũng hay nè các bạn, Story and Share Preference. Cái anh này là lưu trữ cũng là một nhớ dạng tạm thời thôi, đúng không ạ? À, đóng cái app thì nó vẫn còn, chỉ có xóa app đi nó mới mất thôi. Đóng app đi nó vẫn có, vẫn lưu trữ ha. Đây. Lớp Share Preference, nó cung cấp các bạn framework chung để lưu trữ dữ liệu dạng key và value. Đúng không ạ? Và dữ liệu lưu trữ là dạng nguyên thủy. Ok. Đây. Đó, có thể sử dụng dạng nguyên thủy. Đấy. Dữ liệu này được lưu trữ trong các phiên làm việc của người dùng, ngay cả khi ứng dụng bị queue. Đó. Cái này có lẽ bị ngược à? Queue ứng dụng nó vẫn còn chứ, làm sao còn được ta? Rồi. Gọi get set preference để các bạn làm việc với bộ nhớ get set preference ha. Đây, edit để nhận cái set preference editor. Ok. Bổ sung các giá trị vào. Để đẩy dữ liệu vào thì dùng put. Put string thì đẩy kiểu string, put boolean kiểu của boolean. Put integer thì đẩy kiểu put integer, đúng không ạ? À, cái hàm commit để xác nhận là các bạn đã thành công, tức là cái việc mà lưu trữ nó thành công. Đọc thông tin thì ghi thông tin thì put, đọc thông tin thì là các bạn get ha, ngược lại của put. Chỗ đọc này nó bị nhầm một chút xíu chỗ này. Và ứng dụng của set preference các bạn để làm gì? Cái này thông thường á, các bạn sẽ được lưu trữ các cái dữ liệu như username, password. Các bạn nhập username các password, các bạn hỏi là cô nhớ nhớ nói không, thì nếu mà các bạn lưu nó lại nhớ thì nó sẽ lưu lại, và lần sau các bạn đóng dữ liệu còn mở ra thì nó vẫn còn. Ok, nó vẫn còn đấy. Thì bây giờ từ từ rồi demo tao, cô sẽ demo các bạn từng phần đây, xem preference xem. Ok, demo. Rồi bây giờ ta sẽ đến một từng phần nào. Đầu tiên làm cái xe đi nhỉ, cho vui. Anh này các bạn cực kỳ hữu dụng và dễ hình dung này. Còn anh kia thì nữa ta coi, ta ghép lấy cái đường dẫn nó ra ha. À, cái này nó gắn với cái trang Lockscene. À, cô sẽ làm một cái trang Lockscene. Đây, cái bài demo của ta hôm bữa đây là bữa trước có một bạn hỏi cô là làm rời rạc từng bài hay là các bạn liên kết lại, thì lưu ý nhá, assignment là một cái thể, một cái project, một cái ứng dụng liên kết, tức là nó là một thể thống nhất. Nó bắt đầu đi từ đăng nhập nè, đúng không, đăng ký nè, đăng nhập nè, nó có cả chức năng đổi mật khẩu nè, rồi các bạn có thể vào các bạn tạo lớp học nè, rồi các bạn tạo sinh viên nè, sinh viên thuộc lớp học nè. Đấy, thì bây giờ cô giả sử cô tạo thì cô không có sinh viên, thì cô tạo một cái đăng nhập cho admin, nghĩa là cái người quản trị họ phải có quyền thì họ mới vào hệ thống, còn bình thường họ không có quyền họ không vào hệ thống. Thì các bạn mà đăng nhập bên kia, các bạn cũng tạo thêm một cái bảng admin cho cô. Đó là câu hỏi thứ nhất.
Bây giờ đến câu hỏi thứ hai, tức là hôm trước một bàn là các bạn thêm thêm cho cô một cái, các bạn đã tạo cái database SQLite rồi đấy, sau các bạn bây giờ tạo thêm một bảng nữa thì nó sẽ không nhận được cái bảng này, tức là dữ liệu thêm vào nó không được nhận đó, mà không có được thực thi, mà nó vẫn giữ cái cũ, tức là vẫn giữ cái thiết kế cũ. Thì nguyên tắc của cái hàm này nó chạy như này các bạn à, cái hàm on create này nó chỉ chạy một lần duy nhất trong đời thôi, cho nên là khi các bạn chạy cái ứng dụng này thì cái DB helper này nó chạy nó tạo các cái bảng như thế này, và khi các bạn đóng ứng dụng đi để các bạn mở ra thì nó vẫn còn. Nhưng mà giả sử như bây giờ cô thêm dữ liệu vào nữa, các bạn chạy lại ứng dụng thì cái file cái on create này nó không được chạy lại lần nữa. Thì muốn chạy lại ta có hai cách. Một là các bạn cập nhật ở đây, dùng on upgrade các bạn xóa nó đi. Nghĩa là nhưng mà phải đổi version. Nghĩa là khi đấy các bạn phải đổi cái version này nè, version từ một đổi sang hai. Đó thì nó sẽ chạy lại cái này. Được chưa? Nó sẽ chạy lại cái này. Tức là các bạn xóa hết tất cả những các bạn đang có. Như drop table. Đúng không? Ví dụ cô làm như này. Đấy, cô đây có hai cách xử lý nha, đây là một cách thôi. Các bạn dùng câu lệnh là drop table. Drop table loại sách, xóa hết cái này đi. Execute. Xong lại chạy tiếp cái nữa. Drop table. Drop table loại sách sách. Đấy, execute. Ok, sau các bạn gọi lại cái hàm này on create chưa, gọi lại hàm on này, viết chấm, đưa cái db vào đó, tức là các bạn xóa hết tất cả những cái bảng có và chạy lại thì nó sẽ cập nhật lại, nhưng với điều kiện là phải đổi cái version này thì cái này nó mới được cập nhật, được chưa? Đó. Tuy nhiên có một cách thứ hai đơn giản hơn là các bạn uninstall nó đi. Như cái này tao có là cái của ta là app gì đấy ạ, cái của ta là tao có cái tên app, coi tên nào các bạn đặt là gì, à đây nó là LT15201 ôn tập đúng không các bạn, không đã chạy chưa, chạy rồi hả, vừa chạy xong hả, ok rồi cô xóa đi, đây cô xóa đi. Đây các bạn sẽ thấy là cái file của cô đây. Muốn cập nhật thì các bạn vào cái LT15201 này. Các bạn nhấn giữ. Sau các bạn uninstall nó đi. Tức là các bạn hủy nó đi. Đó, uninstall nó đi thì nó sẽ cập nhật lại. Tức là coi như không có nữa thì nó lại chạy lại, mất hết rồi. Thì cái DB helper này nó sẽ chạy lại. Hiểu không ạ? Đấy. Tức là đây là câu hỏi của một bạn hôm trước các bạn làm cái này bị lỗi ha. Đây bị lỗi. Thì đó là cách giải quyết, hai cách giải quyết vấn đề. Ok, hai cách giải quyết vấn đề. Ok. Rồi. Ôi giời ơi. Cô nghe gì không mấy đứa? Chắc chết quá. Nghe gì không? Bên nhà cô họ phá nhà. Quay video rồi, quay rồi. Cho em điểm danh, cô chưa điểm danh luôn. Chết cha, chưa điểm danh. Điểm không quên. Điểm danh không quên các bạn ạ. Ủa? Nhầm. Trời ơi, họ phá nhà nhà cô. Rồi, Trần Nhật Hoàng có không? À, trong cái điểm danh cho tôi phong không? Đấy, có gì bữa sau chắc là phải đổi vị trí thôi. Bữa nào ra quán cà phê đi mấy đứa đi. Gửi nhau đi, ai ở Sài Gòn đi ra quán cà phê nha. Ngọc bao. Ngọc hứa rồi. Rồi, ok. Thì bây giờ cô sẽ tạo ra cái database mới. Tạo table mới.
cao bằng mới ha, cũng như thế này thôi. Đây, control C, control V, cái này bảng là admin ha, quản trị. Đấy, cô chỉ lưu hai cái thôi, là username và password thôi, và nó đứng độc lập. Bởi vì là anh admin này anh không có làm cái gì cả, anh chỉ có nhiệm vụ là anh xác nhận anh có phải có quyền quản trị để anh vào để anh tương tác về hệ thống thôi. Đấy, các bạn cũng làm tương tự như cô ha. Username để các bạn để là gì ạ? Text, để là primary key. Đấy, password các bạn để là text bình thường ha. Đấy, và các bạn execute xong, các bạn thêm vô cái mấy cái dòng lệnh, cái đơn C, mấy cái dữ liệu mẫu value. Ok, thì giá trị đầu tiên username là sự cô để là hương tt, password là 123. Cô thêm hai người để các bạn đổi qua đổi lại để các bạn biết nó có lưu trữ hay không. Ok, cô thêm các bạn thêm khoảng hai cái account vào. Cái này cô sẽ không làm thêm sửa xóa cho anh này, bởi vì là trong trường hợp này không cần thiết, cho nên cô cũng phải như là Ngọc TM password ABC chẳng hạn, ABC AMAP 123 chẳng hạn. Cô cố tình để dài hơn, cái này 3 ký tự, cái này 7 ký tự để các bạn phân biệt ha. Đấy, thì bây giờ cô remove mất rồi, chạy lại thì nó sẽ tạo ra cái này. Cho nên các bạn, cô vừa thấy một bảng thì các bạn cũng nên cập nhật thêm một bảng ở đây, hiểu không ạ? Để sau này lỡ có làm thì nó admin drop table xóa luôn, đúng không? Cái súng liên thanh chưa. Rồi, đã xong cái phần này cơ sở dữ liệu của đây. Bây giờ nè, cô sẽ tạo một cái activity là admin. Đây đây, cô có cái main activity cô có gì chưa? Chưa có. Cô lấy cái main activity này làm cái login luôn, tức là vô cái là gặp anh này luôn, đồng ý không? Đây, vô cái là login luôn đấy. Hoặc là bữa nào cô bonus cho các bạn thêm cái là có theo kịp không? Nếu mà theo kịp thì tôi bonus thêm cái làm cái màn hình chờ, làm màn hình chào á, làm thêm cái màn hình chào. Thì nếu mà bonus thêm màn hình chào thì cái chỗ này ta sẽ để đây, để ta sẽ làm cái màn hình chào. Đấy, cô sẽ tạo một cái new activity, empty activity như bình thường. Cô đặt tên là login ha. Cô đặt tên là login activity. Ok. Login activity. Login activity. Ok, finish. Chờ xíu ha. Cái này là login thì cô để cái này là
hệ thống, đúng không? Username, password, lưu thông tin, đăng nhập. Tức là làm theo kiểu như này, làm như kiểu này thì để linear là xấu quá nha. À cũng được, để kích thước bằng nhau thì nó cũng ra bằng nhau, cũng được. Ok, để cái kích thước nó ra. Cô sẽ làm như sau, tạo cái linear layout để cái này là vertical orientation, là để cái vertical. Trong này có một cái text, text view chưa, width là match parent wrap content, cái này để là text là đăng nhập hệ thống. Nhập viết hóa đi ha, đăng nhập hệ thống. Ok, chưa? Margin top để là 20 dp, rồi hoặc là margin để 10 đi, margin bình thường thôi cho nó. Okay. Rồi tiếp các bạn nhìn nè, nếu mà làm giống cái giao diện này, ở dưới này sẽ là một cái linear layout khác, nhưng mà cái orientation của nó sẽ là horizontal, đúng không ạ? Nó cho nên là làm những cái giao diện kiểu như này á thì làm relative là nó sẽ ít code hơn. Đây. Đây các bạn làm một cái linear layout. Ủa, L viết hóa nhá, không nó lại không có ra linear layout. Để cái này các bạn để là wrap content, để width là match parent. Cái wrap content. Ở đây là orientation. Orientation để horizontal. Ok, ở trong này các bạn có một cái bên trái là một cái text view, bên phải là một cái edit text, trái là text view, text view. Ok, width cho là các bạn, ví dụ các bạn để muốn bằng nhau thì các bạn phải muốn để bằng nhau thì các bạn phải để ví dụ các bạn để là 200 dp, đúng không? Hay là các bạn để wrap content, đúng không ạ? Và cái này các bạn để là user 2 chấm. Tag user 2 chấm. Ok.
Vậy thôi, cái này thì như vậy đủ rồi. Còn cái này là các bạn để cái edit tag. Ok. Hoặc các bạn để phần trăm cũng được. Hoặc để cái này là để 300 300 dt. Còn cái này là để grab content. Rồi các bạn cái này để ID. Cái này để ID. ID là txt user. Ok. Rồi để cái hint. Khỏi hint, tại vì thằng này đâu cần đâu. Đó là ta được một đồng chí. Ta coi sao. Ok. Thằng này nó bự quá. Cho thằng này nó nhỏ lại. Là 100 thôi. 100 thôi. Yeah. Ok, nó thu lại được chưa? Đấy. Copy thằng này xuống các bạn, copy xuống là được ha. Đấy. Sau machine các bạn đinh gì đấy. Cái này các bạn để là password. Password. Ok. Cái này các bạn để là cái gì ạ? Password. Ok. Rồi. Username password. Rồi xong, đến cái dưới. Cái dưới là gì ạ? À, lưu thông tin và đăng nhập. Thì cũng như vậy. Cũng như vậy. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Tại vì cái này nó có kích thước, các bạn có thể để một cái không cần, các bạn có thể để margin left của nó là để 100 cũng được. Thôi cô bỏ cái này đi, để cái này nó dài dòng quá. Để cái này dài dòng quá. Đấy, cô sẽ tạo nó để dưới cái này là một cái checkbox. Checkbox wrap content. Cái dưới là wrap content. Nhưng các bạn chỗ này các bạn để cho cô cái là margin. Margin left là 100 dp đó. Đó, nó tạo cái checkbox cách 100 đúng không, nó thẳng hàng mà. Đây tech, cái tech là lưu thông tin. Ok chưa, cái ID đấy, checkbox lưu thông tin. Okay. Rồi thêm cái nữa là gì? Đăng nhập, cái chữ đăng nhập. Cái này là button. Được chưa? Wrap content, wrap content. Set text là đăng nhập. Còn cái ID của nó là ID của nó là button đăng nhập. Ok. Chưa? Rồi. Thì margin left để đâu rồi, margin left cũng 100 luôn để nó đẩy sang, được chưa? Ok. Đấy. Rồi muốn căn chỉnh các thứ nữa cho đẹp thì các bạn căn chỉnh thêm, được chưa? Hoặc là để giữa căn giữa cũng được thôi, để vậy đi kể nữa. Rồi thôi nhá, không căn chỉnh nữa, các bạn tự căn chỉnh. Rồi bây giờ ta sẽ làm công việc như sau. Khi đã có giao diện rồi thì các bạn tham chiếu từ bên này sang. Tham chiếu từ bên này sang. Ok. Cái này các bạn để là gì ạ? Ta sẽ có hai cái edit text. Edit text thứ nhất đó là edit text về cái username user. User. Edit text thứ hai là cái password, đúng không? Ta sẽ có một cái checkbox. 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 Lưu. Ta sẽ có một cái button.
Đấy, có cái gì là ta ánh xạ tham chiếu từ cái đấy. Bơ bớt tần đăng nhập ok. Rồi, ta viết một cái hàm init ở dưới này. Private void init khởi tạo dưới này để các bạn tách riêng ra khỏi rối ha. Rối code thôi. Edit tag user bằng file view by id r.id.txt user. Copy đi ha. Ctrl C 1 2 2 4 3 4. Cái này là password. V txt password. Còn cái này là gì ạ? Check lưu. Cái này là check lưu. Còn cái này là button. Button đăng nhập. Cái này là button n đăng nhập. Ok, xong chưa? Đấy, và ta gọi đây nè. Nhớ gõ xong nhớ gọi. Nhiều bạn quên gọi à, hỏi tại sao nó chưa khởi tạo ha. Gọi cái hàm này đây. Ok. Rồi, bây giờ ta sẽ làm cái nhiệm vụ, tức là khi tôi chưa biết đăng nhập hay chưa, nhưng khi tôi lưu cái thì dữ liệu nó được lưu lại và tôi mở ra nó vẫn được lấy nhận lại cho cô. Đúng không ạ? Nó show lên cái dữ liệu. Khi tôi bỏ nút lưu thì nó sẽ clear. Tôi nó xóa. Hiểu không ạ? Đó. Ok. Trước tiên là sửa trong Android manifest. Sửa cho nó cái nào ngầm đỉnh ạ? Cái ngầm đỉnh là cho cái x nè. Login đâu? Login đây. Đúng chưa? V cho vào đây. Ok, sửa trong này chạy trước. Bây giờ khi chạy lên tôi nhấn đăng nhập một cái thì nếu mà lưu và check lưu thì nó sẽ lưu vào vào pre reference, còn nếu không thì nó sẽ bị xóa đi. À, cô viết một cái hàm riêng. Xóa mấy cái đóng mấy cái này đi ha. Đóng mấy cái này khỏi rối. Bây giờ tôi viết một cái hàm riêng. Cái hàm này là private. Cũng private. Trời ơi, tôi có làm gì đâu, rồi trời. Private void lưu thông tin. Ok. Chưa? Đấy, cái hàm lưu thông tin. Đấy. Thì ta coi lại cái code của ta nha. Lưu ha. Đâu? Xe. Ok. Đấy, cái này có cái hàm gọi là saving reference. Được chưa? Saving reference. Thì đầu tiên là ta sẽ tạo là save reference. À, bằng get save reference đã. À, lưu vào cái file nào đó, các bạn đặt đài một cái file nào đó. Ok. Được chưa? Đặt tên là username, mật khẩu gì đó cũng được. Save reference. Save preferences save. Bằng get preference. Ok, cái tên file của cô đặt là ví dụ như là user info chấm dat chẳng hạn. Cái mode của các bạn thì các bạn để nó là mode private. Mode dùng cái mode gì? Mode world readable. Mode mấy cái này là cũ rồi, các bạn thấy nó gạch ngang này nè. Này world writable, world readable này nè. Thì mấy cái gạch ngang này là nó nghĩa là nó đã không sử dụng nữa rồi, nhưng mà sử dụng vẫn không có lỗi nhá. Đấy, ta dùng cái mode private ha. Ok, còn get preference, get share preference chứ, xin lỗi, get share share preference đó. Cô ơi, điểm danh em cái cô ơi. Ai Vĩ cô.
Vậy hả? Vậy nãy xin bò trễ đúng không? Rồi ok. Rồi, chấm phẩy chưa? Xong. Ok. Tiếp. Rồi, cái này là tạo đối tượng editor nè, sẽ preference editor nè. Sẽ bằng cái sẽ preference phía trên chấm edit ha. Sẽ preference editor. Sẽ preference editor. Editor của đâu rồi? Đâu, sẽ preference chấm sẽ preference và cô copy cái tên này đi, Ctrl C, Ctrl V chấm editor, đó nó sẽ bằng cái sẽ cái này chấm edit, ok chưa? Cái này nó bị lỗi gì đây? Exception này nó bị lỗi gì? Sẽ preferences chấm editor, đúng rồi mà, khoan, nó bằng cái xe editor edit rồi, lỗi viết viết tào lao rồi, ok xong đấy. Tiếp đây, bây giờ ta lấy cái username và password ở trên này xuống đúng không, lấy username password ở trên này xuống đấy đấy, và cái check nữa, cái check check này nếu nó trả về, nếu check cực nó trả về true, còn không check nó trả về false. Ta lấy ba cái giá trị để về string nào, username string username gắn bằng là edit tag user chấm get tag chấm to string, string password gắn bằng edit tag password chấm get tag to string. Rồi cái checkbox là các bạn để bool lên ha, check gắn bằng check lưu chấm check cật is check cật, tức là nếu nó true thì là check, mà không true không check thì gọi là true không true đây, dùng cái is check cật. Rồi nếu nó cái này phủ định thì toàn bộ editor này bị xóa đi, nếu cái này phủ định thì toàn bộ editor này xóa đi, if cái này if cái phủ định của cái check này, tức là nó kiểm tra có check hay không, nếu không check thì ta sẽ clear cái editor đi, editor chấm clear ok, nhưng ngược lại nó có check thì phải lưu vào đúng không ạ, ngược lại nó có check thì phải lưu vào. Lưu vào thì các bạn put thôi, dùng cái editor này các bạn put nó vô thôi, put string thôi, put string put boolean, và cái chỗ này là các bạn nhớ là đây là cái key thì các bạn lưu vào key nào thì lần sau các bạn đọc ra các bạn phải lấy đúng cái tên key thì các bạn mới lọc được ra, get được ra. Lưu là put còn lấy ra là get, còn nếu các bạn mà không làm đúng cái này thì nó sẽ không lấy được ra ha. Đấy. Ok, và cuối cùng editor các bạn chấm commit chưa? Đây editor chấm commit để xác nhận cái này việc lưu hoàn thành. Thì ở đây các bạn còn là editor chấm put Ctrl Z nha, cô biết sai gì ạ, chấm put string các bạn lưu ở đây là username do các bạn đặt nha, phẩy cái username chấm phẩy căn C, căn V. Thì cái này là password. Password. Còn cái này là password. Còn cái này là put boolean. Không phải put string mà put boolean. Cái này các bạn ghi là check status. Trạng thái check ha. Cái này là check. Chưa? Ok. Đó, tức là các bạn vừa viết được cái hàm lưu thông tin. Vậy khi các bạn mà nhấn login, các bạn phải làm các nhiệm vụ sau.
các bạn phải làm nhiệm vụ sau thì các bạn nhấn cái đăng nhập nha. Cô chỉ cho các bạn là làm cái đăng nhập hoàn thiện luôn nha. Tức là khi các bạn nhấn cái đăng nhập này thì các bạn chung lên nào. Đây, khi các bạn nhấn đăng nhập này thì nó sẽ kiểm tra username password này có trong cơ sở dữ liệu không. Nếu nó có trong cơ sở dữ liệu thì các bạn thông báo là nó đã đăng nhập thành công và nhảy vào trang sau. Còn nếu như không tức là nếu như không có thì các bạn cancel. Rồi, bước thứ hai là nếu nó có thì trong đó nếu nó bấm chữ check lưu thông tin thì các bạn gọi thêm cái hàm lưu thông tin nữa, còn không check thì không gọi hàm. Ok, không check thì không gọi hàm, hoặc là trong trường hợp này là gọi hàm đều được. Gọi hàm đều được bởi vì trong cái hàm này nó đã set rồi. Trong cái hàm này nó đã set rồi. Cô đọc cái này nhá. Trong hàm này nó đã set là nếu như cái này không check thì nó xóa luôn rồi. Cho nên là các bạn gọi hàm thoải mái ha, gọi hàm thoải mái. Đấy, bây giờ cô sẽ viết như sau. Viết cái hàm login activity này. Đây, ta viết cái hàm đấy, ta sẽ gọi từ cái hàm này. Button đăng nhập chấm set on click listener. New on click listener. Ok. Được chưa? Rồi các bạn kiểm tra nè. Cái này là cái phần check, giả sử như đăng nhập thành công. Cô chưa check database nha. Nhưng giả sử tại vì cô phải viết một cái DAO nữa. Thì viết cái DAO đấy nó tương đối mất thời gian, thành ra là từ từ đã. Đây, Boolean. Boolean. Boolean đây viết chữ B thường được rồi nha, không phải viết chữ B hoa đâu. B hoa là các bạn học Java rồi thì cái B hoa này nó chính là bao grab grab class grabber class là lớp bao, cái lớp bao của cái biến nguyên thủy. Cho nên chỗ này các bạn để cái B thường á. Cô quên á. Boolean nè. Cái này nếu như check thành công, ví dụ như là đăng nhập. Ok. Cái này là sự gán bằng true. Các bạn if nè. Nếu như đăng nhập ok thì tôi sẽ gọi tới cái hàm này. Gọi tới cái hàm này. Ok. Được chưa? Đó, còn đăng nhập thất bại. Đăng nhập thất bại tức là else thì tôi sẽ tót ra thông báo lỗi ha. Tót make tech. Ok. Login chấm activity chấm dit. Đăng nhập thất bại. Ok. Tót chấm len lon chấm sâu. Ok. Đấy, cái này các bạn đăng nhập thành công thì các bạn cũng tót cho nó cái thành công. Đấy, thành công. Ok. Đấy, và khi đăng nhập thành công lưu thông tin rồi á thì nó sẽ nhảy sang cái activity khác. Ví dụ cô tạo một cái intent. Intent y gắn bằng new intent. Đó. Cái này là login activity phẩy chấm dit phẩy ta sang cái quản lý sách đúng không? Quản lý sách activity chấm class. Ta một đi không trở lại cho nên ta start activity đưa cái y vào là được. Ok. Đó, y vào là xong. Rồi chạy thử nhé. Các bạn coi nó lưu thông tin không? À, biết nó lưu hay không á thì khi các bạn lấy nó ra, khi chạy ngược lại, khi chạy ngược lại thì các bạn get nó ra đúng không ạ, get nó ra chưa, get nó ra. Thì bây giờ ta coi hàm get nè, các bạn phải phải get nó ra, các bạn biết là các bạn đã lưu được chưa, còn nếu không get thì làm sao biết lưu được hay chưa đúng không. Đấy. Ok, bây giờ ta coi là cái hàm lấy thông tin. Cái này là saving đúng không ạ? Còn hàm này là
restore đúng không, lấy ra preference, lấy đúng cái file name đấy. Nếu như get bool lần cái này là fail thì cái này các bạn get boolean check preference get boolean saving status, nếu cái này là phone cái này saving phone thì nếu như không có gì thì nó lấy là phone, báo là vậy đó. Có thì nó sẽ để true, còn để cái giá trị của nó không có thì nó là trị ngầm định là phone. Rồi các bạn get ra, lấy ra get ra ha, nếu check này ok thì các bạn lấy ra và các bạn gán ngược lại đúng không ạ, gán ngược lại thì cô viết một cái hàm là restoring preference, tức là lấy thông tin ra được không, đây lưu thông tin đây. Private được chưa, void lấy thông tin ok được chưa. Đấy thì ta cũng vậy thôi, đây sharing preference, share share preference preference cô này để chữ chữ share để cái bref để bref đi cho nó ok, bref preference cũng gắn bằng get get share preference nhá, lấy cái tên file giống khi tên file các bạn đã lưu đúng không ạ, ta lấy đúng cái này, đúng cái này đấy, mode ok đưa xuống đây lấy ra rồi boolean check boolean check boolean nó báo nè, nếu không có thì nó nhận là fail hiểu quá, nếu không có thì nó nhận là fail. Boolean cái check gắn bằng preference chấm get boolean nó có là cái key của ta khi ta đặt ở trên này nè, check status đấy. Thực ra là từng này là đủ rồi đúng không, nếu mà lấy bình thường thì từng này đủ rồi, nhưng bây giờ nó bảo là nếu như cái này không có thì sao, nếu cái này không có thì ta lấy cái giá trị ngầm định của ta sẽ là fail, default value nè fail đúng không ok. Đấy thì các bạn kiểm tra nếu cái này là true, check nó là có check trả về true thì ta sẽ lấy từng cái một ra là string username gắn bằng preference chấm get string key của ta lấy trên này, cô copy bởi vì gõ nhiều khi nó sai chính tả đấy, và giá trị ngâm trình nếu không có ta để trống đúng không, để phô tương tự cái này c b cái này là password đấy, không có thì để trống được chưa, không có để trống rồi gán vô thôi. Đấy còn check status thì ghép ngược lại cái check status bằng set check status ok rồi password rồi các bạn lấy cái tên này là edit user chấm set text đưa vào là username vào edit text password cũng chấm set text gán ngược lại giá trị nó password rồi, và tương tự cái thằng check kia check lưu chấm check cut check set check cut thì gắn bằng cái ck thôi, nó phone thì gắn là phone, nó chu thì gắn là chu ok xong đấy. Ta gọi nó nằm ở đâu, nó nằm ở trong cơ sở dữ liệu của ta, my poly android catcher nè, đây set preference ở đây ok đấy. Cái này thì nó remove nó mất, chứ bảo sao remove nó không mất, tắt thì nó vẫn còn thôi nhưng remove nó mất, tại vì nó lưu ở đâu, lưu ở data mà lưu ở trong cái này instance cái này là nó mất luôn. Gọi cái lấy thông tin ra ở trên C, gọi ở trên, gọi sau cái init, gọi sau cái init. Rồi bây giờ chạy nha, chạy nào ok chờ chạy thì các bạn chờ, trong lúc chờ thì cô tạm dừng lưu thông tin nào đăng nhập ok.
rồi, lỗi. Nó không bảo đăng nhập thành công mà nó vắng lỗi nè. Ok. Ủa? Thấy vừa sách 4 column nhưng mà hai. Ủa? Hai supply code 1 y. Insert into value. À. Cô Ồ. sạch lòng bán đúng không? Cô chưa sửa nữa. Tào lao thiệt. Ai lỗi ha. LT lớp mình đâu rồi? 152 đây, mình muốn uninstall nhá. Đấy. Ok. Nó chưa tạo được luôn đó các bạn. Ủa cái này gì vậy? Tắt đi chứ để làm gì trời. Ok. Đây vào cái DB Helper. Các bạn thay cái này bằng cái bảng admin này các bạn. Ctrl+C dưới này nè. Copy mà sửa chưa hết nè. Ghê không? Bảo lỗi ngay. Rồi chạy lại ha. Đấy là nó chưa truy xuất nó nhưng mà cái lỗi cú pháp á là nó báo lỗi à. Cú pháp là nó báo lỗi. Chạy ha. Uninstall cho nên là các bạn chạy lại nó sẽ mất thời gian hơn. Ôi nhưng nhanh phết đấy. ABC đi ha, tại vì tôi chưa check mà. Đấy, 1, 2, 3. Ok, đâu nè. Rồi, đăng nhập. Bảo gì đăng nhập thành công nhá. Nó nhảy qua đây. Ok. Đấy. Đăng nhập bằng giờ đăng nhập ảo thôi. Bách nè. Chạy lại nhá. Cô không xóa nhá, không xóa. Mà đóng lại với chạy lại thôi. Chứ không phải là xóa app đi ha. Không phải xóa ứng dụng đi. Mà đóng rồi chạy lại thôi. Lưu rồi đúng không? Bây giờ có bỏ lưu nè. Bỏ cái checkbook này đi. Các bạn đăng nhập cái nữa. Nó vẫn đăng nhập thành công nhưng cô bỏ cái check. Rồi cô đóng nè. Nó vẫn vô bình thường. Nó đóng là chạy lại nè. Nó sẽ clear hết nha. Đây nó sẽ clear hết nha. Chạy lại nè. Ok. Đấy, các bạn thấy là nó sẽ clear hết cái dữ liệu đi. Bỏ check à, clear hết. Ok chưa? Ok. Đấy, là cái share preference, tức là cái này là lưu mật khẩu. Giống như các bạn hãy lên web á, các bạn nhấn lưu cái nó lưu lại mật khẩu các bạn á. Các bạn bỏ lưu cái là nó hết lưu, như vậy. Ok, nó còn cái check là nó còn lưu. Được chưa? Đấy, còn check là còn lưu. Rồi, xong cái phần là share preference. Rồi, có làm nốt cái phần đăng nhập nữa không? Check vào SQLite không? Hay là để về nhà tự làm? Alo? Có ai nói gì không? Khi này nói vậy. Làm luôn cô ơi. Check luôn hả? Ok. Rồi, ok. Làm Mò ngu lắm cô. hả? Mò hoài bị lỗi khắp nơi. Lỗi gì đâu, tôi làm nhuần nhuyễn luôn đấy, tôi làm bữa giờ là demo quá trời quá đất luôn đấy, nhuần nhuyễn luôn á. Cô lỗi hay cô vướng chỗ nào đâu ta? Lỗi thì phải hỏi liền. Các bạn nếu mà không muốn mất thời gian thì các bạn lỗi các bạn hỏi liền. Hỏi chỉ bài. Chứ giờ mấy cái này mấy cái cơ bản này mà có gì đâu. Em mò từ trưa tới chiều đó luôn con. Chưa, cô nói luôn là chưa có một cái gì phức tạp. Và cái thứ hai nữa là chưa có một cái nào mà các bạn phải kết nối với những cái API bên ngoài á, ví dụ như Facebook hay những cái đấy chưa phải làm. Cho nên cấu hình nó đang rất là đơn giản. Cái lớp 4 có cái bản đồ rồi con. Tôi đã nói là bỏ Bỏ cái bản đồ đi rồi mà. Cô đã nói là trong lớp 4 bỏ cái phần cái bài bản đồ đi rồi mà không nghe trời. Bởi vì là bản đồ các bạn sẽ được học vào cái Android nâng cao. Bởi vậy có theo dõi tôi đâu. You don't follow me. Đây.
bây giờ tao truy vấn cái bảng này thì tao phải làm một cái đao. Admin DAO trong này các bạn truyền giống như cái sách DAO á ha, nó làm sao thì sách DAO làm sao nó làm vậy. Đây đây, ok được chưa, cũng truyền vào một cân tách, cũng dùng cái DB helper. Ok chắc luôn, không khác gì. Rồi các bạn thấy không, họ đập nhà các bạn ạ. Trời, bắt tiếp coi. String password. Ghê quá. Chưa? Rồi các bạn cũng truy xuất vào cơ sở dữ liệu thôi. Nhưng mà cô thì có hai cách, nhưng mà thôi bây giờ cô tôi làm cách này trước đi ha. Đấy. Các bạn mà muốn duy trì cái username mà trong suốt quá trình các bạn làm á, thì các bạn tạo cho cô một cái biến, gọi là biến static, public static. Static đúng không? Đấy, public static string username gắn bằng null trước. Đây là public static password. Sẽ bàn gắn bằng db-helper chấm get readable database đó, string SQL sẽ gắn bằng select sao from admin where username sẽ bằng username bằng đấy cộng chuỗi là dễ nhất. Username cộng chuỗi tiếp, enter xuống dòng cộng chuỗi tiếp, and password bằng đấy, đặt cho nó khỏi lỡ sai chính tả, bằng cộng chuỗi password cộng chuỗi đó chấm phẩy. Bây giờ nó là nhảy đơn, tại vì làm sao, tại vì nó là chuỗi mà nhảy đơn, để vào đây, nhảy đơn để vào đây, báo hai cái giá trị này xong để các bạn mới truy vấn thôi. Db chấm sql query sql các bạn có cái gì đấy ạ, cơ sở đưa con trỏ, tại vì nó select nó trả về con trỏ sẽ bằng db chấm
nó có mấy cái loại câu lệnh, một là query, hai là raw query, các thứ tùm lum. Tôi đưa câu lệnh SQL của tôi vô, đổi số tôi để null. Ok, nếu như cái này lớn hơn không thì có nghĩa là nó có dữ liệu, nó có dữ liệu nghĩa là cơ sở dữ liệu nó chứa hai cái này. Vậy ta sẽ có là if cơ sở chấm cái get 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 cao, cái này mà lớn hơn không thì ta return true, còn ngược lại sẽ là return false. Đấy, và cái này các bạn thay chữ void bằng chữ boolean, thay kiểu trả về này nè là bằng boolean. Ok, được chưa? Đó, viết xong cái hàm check rồi, bữa sau tao viết thêm cái hàm nữa là cập nhật đổi mật khẩu nữa, đúng không? Cái này là check login thôi, bữa nào tao làm thêm cái đổi mật khẩu. Thì bây giờ ta dễ dàng ta sử dụng ở bên này thôi. Trong login activity của ta, ta khai báo cái admin DAO, DAO bằng, để trong init cũng được nhá, DAO bằng new admin DAO, đưa vào context của ta là login chấm activity chấm dit, là ta cần truyền vào cái context xong đó, gọi init, init nó khởi tạo đây rồi. Rồi bây giờ kiểm tra cái này, if đăng nhập ok, cô bỏ cái này đi, được chưa? If DAO đăng nhập ok, tức là DAO chấm check login, đưa vào username và password, thì ta truyền vào hai cái giá trị kia. Vậy username là gì? Ghê quá các bạn ơi, sửa sập nhà lắm, chắc cô đi quá. String username gắn bằng edit text user chấm get text chấm toString, string password gắn bằng edit text password chấm get text chấm toString. Đó, ta truyền hai ông này vào, username phải password ta truyền vào, đó là xong. Nếu cái này trả về true thì bảo thành công, nếu không nó bảo lỗi. À, có một vấn đề nữa, khi nếu nó thành công rồi thì làm ơn gán cho tôi hai giá trị này vào đây, hai giá trị này nè, đó, admin down chấm username, cái này là giá trị public, sau này tôi dùng nhiều nơi ha, tôi sẽ chỉ sau cho các bạn. À, đồng thời các bạn mới set gì ạ, lưu thông tin, và đồng thời là các bạn set cho cô là set giá trị vào biến, toàn cục dùng sau. Ok, vậy ta sẽ có cái này chấm cái username sẽ gắn bằng username admin down chấm password bằng password dùng sau ha. Cái này lưu, cái này nếu các bạn làm web thì nó có khái niệm là, hoặc là một số ngôn ngữ khác nó có khái niệm là lưu section, nhưng mà mình ở đây mình không có section cho nên là mình sẽ không có làm này, mình sẽ có cái mèo tức là biến toàn cục. Ok, xong, cô đã xong, bây giờ ta chạy nha, chạy. Ok, về nhà chịu khó làm cho cô nha, các bạn không làm là lỗi là không biết sửa sao đấy, làm biết mới biết lỗi sửa được. Đây, ví dụ cô đăng nhập một cái đúng, một cái sai, thì nó mới lưu thông tin, còn đăng nhập một cái đúng, cạnh đăng nhập cái đúng thì nó mới lưu thông tin, đây. Đăng nhập cái sai thì không có lưu, nó bảo lỗi bấm lưu nó cũng không có lưu, đăng nhập nó bảo là đăng nhập thất bại đúng các bạn, nó cũng không lưu luôn. Nhưng cô đăng nhập đúng càng hạn tt, password nó cũng phải đúng, nếu mà password không có nó đăng nhập, ví dụ các bạn là để 1111 đăng nhập cái nó cũng lỗi, à đăng nhập thất bại, cái password là đăng nhập 123 đăng nhập cái
nó bảo là đăng nhập thành công chưa? Ok, ta tắt đi, stop, tắt đi, mở lại, tôi vẫn có lưu lại, xong chưa? Đấy, vừa mới tạo xong các bạn xong. Đấy, stop stop. Đấy, chạy lại. Đóng rồi, chạy ok. Đấy, lưu trữ dữ liệu rồi, xong chưa? Nhá, hoàn thành. Hoàn thành. Ai có câu hỏi gì không?